cảm nhận và suy nghĩ của huấn luyện viên Trussier khi U23 Việt Nam thắng 6-0 Guam. Vòng loại U23 châu Á. Thưa quý vị, U23 Việt Nam đã có thắng lợi giòn giã trước U23 Guam với tỷ số cách biệt 6-0 ở trận đấu mở màn bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số dương 6. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trussier chia sẻ, cảm nhận của tôi trước tiên là chúc mừng toàn đội U23 Việt Nam về cách chơi cũng như tinh thần quyết tâm, nỗ lực đến phút cuối cùng. Ngoài mục tiêu chiến thắng trước U23 Guam, tôi cũng định hướng, mong muốn U23 Việt Nam chiến thắng đúng với những gì mà ban huấn luyện và cầu thủ đã chuẩn bị trên sân tập. Các cầu thủ đã kiên trì, đưa ra phương án xử lý phù hợp trước U23 Guam. Chiến lược gia người Pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận những điều còn chưa làm tốt trong trận đấu này. Ông nói, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện lối chơi từng ngày ở trên sân. Tôi hiểu rằng sẽ có những chỉ trích vì đánh ra U23 Việt Nam phải ghi nhiều bàn hơn. Tôi đồng ý bởi U23 Việt Nam có nhiều cơ hội, đánh ra phải ghi thêm 3-4 bàn vào lưới đối thủ. Về toàn cục, tôi tin cầu thủ đang thấm nhuần lối chơi tôi đề ra, họ đã có những tình huống xử lý khôn ngoan và tỉnh táo hơn. U23 Việt Nam đang chơi với những gì tôi mong muốn để hướng tới mục tiêu lâu dài là vươn ra châu lục.